Hôm nay tôi sẽ cho anh em thấy căn hộ 8 tỷ nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Cùng với tôi vào tham quan. Xin mời. Chiếc gương rất xịn như thế này đó, bạn nhìn thấy không, soi gương bấm vào đây phát sáng à đó. Mà đi vào chỗ này thì chúng ta có thể là dễ dàng soi gương chỉnh hình trước khi đi ra cũng như là đi vào. Chúng ta không gian phòng khách cực kỳ là đẹp đó, gia chủ bố trí rất là hợp lý, từ thiết kế nội thất, từ những cái đèn chùm rất là đẹp như thế này, là cái khu vực ban công cạnh khu vực phòng khách. Đón rất là nhiều ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Đó, một cái ban công khá là thoáng. Có một cái khu bàn ăn chỗ này. Ta sẽ có một cái khu vực bếp khá là rộng. Phải nói đây là một cái khu vực mà có rất là nhiều chị em phụ nữ, những người nội trợ rất là thích và ao ước có một cái khu bếp đẹp như thế này. Một cái bàn đảo để rất là nhiều đồ, có thể ngồi đây để ăn uống này. Đây là cái lò nướng này, mọi thứ, tủ. Tiếp theo chúng ta cùng đi vào tham quan cả hai phòng ngủ. Bước vào đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng ngủ này thì gia chủ dành riêng để làm cái phòng làm việc. Nhà có điều kiện mà, thì nó còn có riêng một cái ban công nữa cơ. Bởi vì căn hộ này là căn hộ góc mà, nó có ba mặt thoáng. Đấy, mỗi khi làm việc mệt mỏi chúng ta có thể ngồi đây thư giãn và nghỉ ngơi, bật một ít nhạc như nữa thì sướng phê. Đấy, cái phòng thứ hai này nó đối diện ngay đây thôi nhá. Đây, bạn bước vào đây. Cái phòng này là cái phòng master, phòng to nhất, được gia chủ đập hai phòng ngủ thành một cái phòng. Đó, đây là cái nhà vệ sinh này. Cái chỗ này là chỗ chị em phụ nữ rất là thích như này. Phải nói là gia chủ này rất là biết hưởng thụ khi mà dành riêng một cái đập cái phòng bên chỗ này này, làm thiết kế để làm chọn cái khu tủ đựng rất là nhiều đồ ở khu vực phía này, đồ trang điểm này, đây là cái máy giặt khô nhá, hiện đại quá. Đây là cái phòng ngủ này, rộng, rất là rộng. Bên khu vực chỗ này còn có cả cái tủ quần áo tiếp này, rất là nhiều tủ, nhìn thấy có cái sự hàng hiệu ở đây rồi đấy, bên trong này này. Ở đây giới thiệu các bạn nha, cái tivi nhá, giường như này ngồi xem cũng rất là tiện và hợp lý luôn. Rồi có một cái chiếc thảm đây khá là sướng. Vừa rồi chúng ta vừa đi tham quan một căn hộ 3 phòng ngủ với tổng diện tích là 122m, thuộc căn góc khu vực Park Premium, khu vực đô thị Vinhome Time City. Và căn hộ này rất là chị, hy vọng các bạn có những cái trải nghiệm rất là thú vị qua căn hộ rất là đẹp như thế này. Đừng quên để lại comment dưới video, like, share, subscribe và tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.